Xin chào quý anh chị. Mình đã đứng ở nhóm 3 của dự án HUD thuộc xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nha quý anh chị. Hôm nay mình sẽ quay cho quý anh chị một sản phẩm nhà vườn nha quý anh chị, nhà vườn đơn lập. Diện tích của nó là 280 m² nha quý anh chị, ngang 14 sâu 20. Rất là đẹp, bị ngang 14. Đường trước đất là 6 m đường nhựa. Vỉa hè 3 m nha quý anh chị. Tổng lộ dưới là 12 m. Đèn đường này. Đó. Nó ngay gần cái ngã ba đường lớn nha quý anh chị. Ra khoảng độ cách khoảng mầm 2 lô đất nữa là tới cái đường lộ dưới 20 m ở ngoài đây này. Đó, ngay đây. Mình trai mình đó. Thì có căn nhà mới xây. Nó cách đường Lê Hồng Phong khoảng độ 100 m thôi. Đây, hướng đường Lê Hồng Phong này. Đường Lê Hồng Phong này chạy thẳng ra đường. Từ đây ra đường Lê Hồng Phong khoảng 100 m, mình rẽ phải nó chạy xuống cái đường liên cảng ấy quý chị, để lên cầu Phước An để qua Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu á. Khoảng độ 5 km thôi, là qua Phú Mỹ, qua cầu Phước An. Cầu Phước An đang thi công nha quý anh chị nhá. Để sang Bà Rịa Vũng Tàu, đi Vũng Tàu và đi cảng cái mép Thị Vải đó. Khu này hạ tầng hoàn chỉnh luôn rồi quý anh chị nhá. Lô đất có diện tích 280 m², giá rất là rẻ, chỉ ngang với lại giá đất nông nghiệp thôi quý chị ạ. Sổ sẵn nhá, phun thổ cư, sở hữu lâu dài luôn. Trong khu đô thị HUD. Khu đô thị HUD thì có tổng diện tích là 223 ha. Hiện tại tỷ lệ lấp đầy rất là thấp, tại vì là kết nối với các cái địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa và sân bay Long Thành cũng chưa có nhiều ha. Hiện tại mới đang làm thôi. Đa số các công trình kết nối mới đang thi công để kịp tiến độ với sân bay Long Thành năm 2026. Đây, còn hiện tại là chỉ có cái phà cắt lái và cái đường dẫn đường xuống của cao tốc đường 319 ấy, xuống cầu cao tốc B thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây thôi. Đấy, nên là khá là bất tiện, nên là tỷ lệ dân về ấy ở rất là ít ha. Tại vì cái vị trí của nó rất là đẹp. Nó chỉ cách quận 9 có 15 km qua cầu Vành Đai 3 này, cách quận 2 20 km qua phà cắt lái, cách quận 7 Nhà Bè khoảng 18 km qua cầu Phước Khánh của cao tốc Bến Lức Long Thành ấy. Mới chỉ đang là trong giai đoạn đang thi công thôi, khoảng là từ 2 đến 3 năm nữa thì mới các cái công trình giao thông nó xong, nó đi vào vận hành. Thì khu vực này sẽ tiềm năng là khu giãn dân của thành phố vệ tinh của cái thành phố Hồ Chí Minh đấy quý anh chị ha. Vị trí đẹp, gần sân bay Long Thành, cách sân bay Long Thành 13 km thôi. Lô đất thì có diện tích rất là đẹp, giá thì rẻ, khoảng độ 2 tỷ là quý vị đã có thể sở hữu được lô đất này rồi. Tầm 2 tỷ thôi ha. Ngang 14 sâu 20, 280 m². Thổ cư full hết rồi ha, sổ sẵn luôn. Cái mẫu của cái nhà vườn đơn lập này mình sẽ để trên màn hình cho quý chị xem đó. Đó, cái mẫu mà người ta ở trên màn hình là cái mẫu mà nhà vườn đơn lập ạ, người ta trong dự án này người ta đã xây như vậy đấy quý chị ạ. Đó là nếu xây như thế này thì mình sẽ được hoàn công ha, và được trên sổ. Còn nếu mà mình xây một trệt cũng ở được, tại vì có nhiều nhà khu vực này người ta cũng xây chỉ cần một trệt thôi, không cần xây một trệt một lầu, một trệt nhưng mà không hoàn công quý chị ạ. Mình cái sổ riêng rồi thì mình cũng ở khu vực này người ta cũng không cần thiết phải hoàn công đâu quý chị ạ. Tại vì sổ mình đã cầm rồi mà. Không cần phải hoàn công, vẫn có thể chuyển nhượng được. Nhà vườn này thì ở thì rất là mát đấy quý chị ha. Nhà vườn đơn lập mà, ở mát, hạ tầng đã hoàn thiện như thế này rồi, vị trí đẹp. Giá thì rất là rẻ. Quý chị quan tâm thì liên hệ mình ha. Để đi xem đất và mình sẽ gửi sổ quý chị tham khảo. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại quý anh chị ở các clip sau.